Vào tối qua 1 tháng 5, rất đông người dân đã đến vui chơi tại chương trình Sân chơi đường phố thành phố Mới Bình Dương do Tổng công ty BKMS IDC phối hợp cùng Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân và lao động trẻ thuộc tỉnh đoàn Bình Dương tổ chức. Đây đã trở thành điểm hẹn quen thuộc gần gũi của người dân mỗi cuối tuần tại công viên thành phố Mới Bình Dương. Chương trình số 5 diễn ra vào chiều tối ngày 1 tháng 5 cũng là ngày nghỉ lễ nên đã thu hút rất đông đảo các anh chị em thanh niên công nhân, lao động trẻ và người dân đến xem. Tại chương trình, các tiết mục đã diễn ra sôi nổi, được người dân hưởng ứng rất nhiệt tình như trò chơi sân khấu có thưởng, biểu diễn âm nhạc đường phố, acoustic, ảo thuật. Trong tối qua, ban tổ chức cũng đã trao tặng 30 phần quà cho con em thanh niên công nhân và người dân tại thành phố Mới Bình Dương nhân tháng công nhân Việt Nam và tuần lễ thanh niên công nhân tỉnh Bình Dương năm 2022. Em ở Bạc Liêu, mà em đi lên đây có gia đình trên này, mà em cũng tham gia đầu tiên cũng hứng hởn và cũng công ty này cũng tổ chức cho công nhân cũng là tốt. Em cũng muốn là sân chơi đường phố Bình Dương sẽ mở rộng nhiều hơn để cho những không chỉ là những sinh viên, học sinh như tụi em mà là những công nhân ở xa quê thì có một cái buổi cuối tuần rất là vui vẻ để hòa hợp và coi như là giao lưu với tất cả mọi người. Sân chơi đường phố là một hoạt động kết nối giữa các bạn thanh niên công nhân và lao động trẻ trên tỉnh Bình Dương và hoạt động hỗ trợ tạo điều kiện để cho các bạn kết nối để giao lưu khi đến thành phố mới, tham quan thành phố mới. Đây là một hoạt động giữa được sự hỗ trợ phối hợp của Tổng công ty BKMX IDC. Qua 5 lần tổ chức thì chương trình ngày càng được nâng cao. Sắp tới thì trung tâm cũng kiến nghị với các cấp lãnh đạo cũng như là một số doanh nghiệp để cùng đồng hành có thể nhân rộng mô hình này tại một số trung tâm của các thành phố mới trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Diễn ra định kỳ từ 18 giờ đến 21 giờ thứ bảy hàng tuần với nội dung được đổi mới thường xuyên. Chương trình sân chơi đường phố tại công viên thành phố Mới Bình Dương không chỉ là một hoạt động văn hóa lành mạnh, thiết thực, gần gũi và miễn phí cho mọi người dân mà còn là nơi để kết nối, hỗ trợ các bạn thanh niên công nhân, lao động trẻ trên địa bàn tỉnh Bình Dương vào dịp cuối tuần.